Trên sân số 1, sân trung tâm của chúng ta sẽ là trận đấu chung kết của Serie B giữa hai đội Zeon và Ken FC. Ở trận đấu này, các cầu thủ Zeon là các đối thủ mặc áo quần màu trắng, còn Ken FC là các đối thủ mặc áo quần màu xanh. Những phút đầu tiên của trận đấu chung kết của Serie B, các cầu thủ Ken đang đẩy cao đội hình. Họ chơi với đội hình đấy lên rất cao. Ở giải đấu năm nay thì ở Serie B của chúng ta có 8 đội bóng tham dự. Và hai đội bóng xuất sắc nhất đó là Zeon và Ken FC. Theo quan sát của chúng tôi thì cả hai đội đều có một đội hình rất đồng đều. Điều khiển trận đấu chung kết của Serie B gồm có trọng tài Trương Quốc Dũng, trọng tài Nguyễn Văn Dũng và giám sát trận đấu này là ông Trần Quốc Cường. Pha thành công đầu tiên của các cầu thủ Zeon. Rất tốt, cơ hội quá tốt để các cầu thủ Zeon có thể thực hiện được cú sút nguy hiểm. Rất tiếc là Soa Phạm Ngọc Tiến lại không kịp kết thúc. Không được. Sau khi chơi khá thấp vào những phút đầu tiên,
thì Diêu An cũng đã có những pha lên bóng khá tốt. Đội hình xuất phát ở trong trận đấu này của các cầu thủ Ken gồm có thủ môn Tống Huỳnh Tân, đối thủ mang áo số 10 Trần Ngọc Minh, số 14 của họ cũng có mặt ở trong đội hình xuất phát, đó là Nguyễn Đắc Huy. Cơ hội cho các cầu thủ Ken. Như vậy là tỷ số đã sớm được mở. 1-0 cho các cầu thủ Ken ở trong tình huống phản công nhanh. Evan đã có một thoáng sơ hở trong phòng thủ. Mọi người ghi được bàn thắng là đấu thủ mang áo số 19 Trần Tấn Đông. Đó là kết quả của một pha phối hợp. Và Trần Tấn Đông đã có một tư thế thuận lợi. Đá bóng nhẹ nhàng vào lưới của Diêu An. Và lúc này thì trận đấu ở trên sân số 2.
Nhưng vào lúc này thì các cầu thủ Ken đang chơi với lùi rất thấp. Và như vậy là hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng.